Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Gióp bèn đáp lời rằng: Các ngươi làm buồn lòng ta đến chừng nào, và lấy lời giảng luận khiến cực nhọc ta đến bao giờ? Kìa, đã 10 lần các ngươi quở trách ta, bạc đãi ta mà không mắc cỡ. Dầu ta có thật lầm lỗi thế nào, sự lỗi ta vẫn ở nơi ta. Nếu thật các ngươi muốn tự cao đối cùng ta, lấy sự sỉ nhục ta mà trách móc ta, vậy hãy biết rằng ấy Đức Chúa Trời đã đánh đổ ta và giăng lưới Ngài chung quanh ta. Này, tôi kêu la về sự hung bạo, song tôi chẳng đặng nhậm lời. Tôi kêu cầu tiếp cứu, bèn không có sự công bình. Chúa có chặn đường tôi chẳng đi qua được. Ngài có để tăm tối trên đường lối tôi. Ngài có bóc lột sự vinh quang tôi và cất mão triều khỏi đầu tôi. Ngài có làm đồi tệ tôi tứ phía và tôi hư mất đi. Ngài rứt nhổ sự trông cậy tôi như cây cối. Ngài cũng nổi thạnh nộ cùng tôi, cầm tôi là một kẻ cừu địch Ngài. Các đạo binh Ngài đã cùng nhau kéo tới, đắp đường họ để đến hãm đánh tôi và đóng ở chung quanh trại tôi. Ngài khiến các anh em tôi lìa xa tôi và những người quen biết tôi trở nên kẻ lạ. Các thân thích đều lìa bỏ tôi, các mật hữu tôi đã quên tôi. Những kẻ ở trong nhà tôi và các tớ gái tôi đãi tôi như một khách lạ. Trước mặt chúng, tôi đã trở thành một người ngoài. Tôi gọi kẻ tôi tớ tôi mà nó không thưa, dẫu tôi lấy miệng mình nài xin nó cũng vậy. Hơi thở tôi làm gớm ghiếc cho vợ tôi, và con trai của mẹ tôi ghét lời cầu khẩn tôi. Đến độ những đứa trẻ cũng khi tôi. Nếu tôi trỗi dậy, chúng nó nhạo báng tôi. Các bạn thân thiết đều gớm ghét tôi, những người tôi thương mến đã trở nghịch tôi. Xương cốt tôi sát vào da và thịt tôi. Tôi đã thoát được, chỉ còn da bọc răng mà thôi. Hỡi các bằng hữu tôi, hãy thương xót tôi, hãy thương xót tôi, vì tay của Đức Chúa Trời đã đánh tôi. Cớ sao các bạn bắt bớ tôi như Đức Chúa Trời và chưa no nê thịt tôi sao? Ôi, chớ chi các lời tôi đã biên chép, ước gì nó được ghi trong một quyển sách. Chớ gì lấy cây viết bằng sắt và chì mà khắc nó trên đá lưu đến đời đời. Còn tôi biết rằng đấng cứu chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất. Sau khi da tôi, tức xác thịt này đã bị tan nát, bây giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài chứ chẳng phải kẻ khác. Lòng tôi hao mòn trong mình tôi. Nếu các bạn nói rằng chúng ta sẽ khuấy rầy người làm sao, và rằng căn nguyên tai họa vốn tiềm tại trong mình tôi, khá sợ mũi gươm, vì gươm là một khí giới hung tàn phạt tội gian ác, để các bạn biết rằng có sự phán xét. Chương 20. Sô-pha người Na-a-ma bèn đáp rằng: Vì cớ ấy tư tưởng tôi chỉ dạy cho tôi lời đáp, và tại lời đó tâm thần tôi bị cảm động trong mình tôi. Tôi đã nghe lời trách móc làm hổ thẹn tôi. Trí khôn tôi lấy sự thông minh mà đáp lời. Hãy biết rõ rằng từ đời xưa, từ khi loài người được đặt nơi thế gian, thì sự thắng hơn của kẻ ác không có lâu, và sự vui mừng của kẻ vô đạo chỉ một lúc mà thôi. Dầu sự kiêu căng nó cất lên đến tận trời, dầu cho đầu nó đụng chí mây, thì nó sẽ bị tiêu diệt đời đời như phân bón nó. Những người đã thấy nó sẽ hỏi rằng: Nó ở đâu? Nó bay đi như một cơn chim bao, không ai gặp nó lại. Thật, nó sẽ biến mất như dị tượng ban đêm. Con mắt
đã thường xem nó sẽ không thấy nó lại. Nơi nó ở cũng sẽ chẳng còn nhìn nó nữa. Con cái nó sẽ cầu ơn kẻ nghèo, và tay nó sẽ thường lại tài sản mà sự hung bạo nó đã cướp giật. Tứ chi nó đầy sức lực của buổi đan thì, nhưng sẽ nằm chung với nó trong bụi đất. Dẫu sự ác lấy làm ngọt ngào cho miệng nó, dẫu ẩn dưới lưỡi hắn, dẫu hắn chiếu mến sự ác không từ bỏ nó, nhưng giữ nó lại trong miệng mình, thì vật thực nó sẽ biến nơi can tràng và thành ra mật rắn hổ trong bụng nó. Nó có nuốt của cải rồi lại mửa ra, Đức Chúa Trời sẽ tống của ấy ra khỏi bụng nó. Nó sẽ muốt nọc rắn hổ, lưỡi của rắn lục sẽ giết nó. Nó sẽ chẳng thấy sông và dòng chảy mật cùng mở sữa ra. Nó phải trả hoa lợi về công việc mình, không được nuốt nó. Phải thường lại tùy theo giá nó, không được hưởng của ấy. Vì nó có hà hiếp, bỏ bê kẻ nghèo, cướp lấy nhà cửa mà nó không có xây cất. Bởi vì nó không biết an tịnh trong mình, nó sẽ chẳng được bảo thủ gì về các điều mình ưa thích hơn hết. Chẳng chi thoát khỏi sự mê ăn của nó, cho nên sự may mắn nó chẳng bền lâu. Đang khi dư dật, nó sẽ bị cùng túng. Các người khốn khổ sẽ tra tay vào mình nó. Đức Chúa Trời sẽ sai thịnh nộ Ngài hãm mình nó, đặng làm cho lòng nó đầy dẫy. Ngài sẽ giáng cơn giận Ngài trên mình nó, chính trong lúc nó ăn bữa. Nó sẽ trốn lánh khỏi khí giới sắc, còn cây cung đồng sẽ soi lũng nó. Nó nhổ tên ra khỏi thân nó, mũi gươm bóng người rút ra khỏi gan nó, các sự kinh khiếp hãm áp nó, cả sự tối tăm đã dành làm bữa vật cho nó. Lửa người ta không thổi sẽ thiêu đốt nó, và kẻ còn sót lại trong trại nó sẽ bị tiêu diệt đi. Các tầng trời sẽ bày tỏ gian ác nó ra, và đất sẽ dấy lên nghịch cùng nó. Hoa lợi của nhà nó sẽ bị đem đi mất, tài sản nó sẽ bị trôi đi trong ngày thạnh nộ của Chúa. Đó là phần mà Đức Chúa Trời dành cho kẻ hung ác, và ấy là cơ nghiệp mà Ngài định cho nó. Chương 21. Gióp đáp rằng: Hãy nghe kỹ càng lời giảng luận tôi, thì điều đó sẽ thế cho sự an ủi của các bạn. Hãy nhịn nhục tôi để tôi nói. Sau khi tôi đã nói, các bạn hãy cứ nhạo báng đi. Còn về phần tôi, than vang tôi há hướng về loài người sao? Nhân sao trí tôi không hết nhịn nhục? Hãy xem xét tôi và lấy làm lạ. Khá lấy tay bụm miệng mình. Khi nào tôi nhớ lại, tôi bèn bị kinh hoảng, rỡn óc cả và thịt tôi. Cớ sao kẻ gian ác sống trở nên già cả và quyền thế cường thạnh? Dòng dõi chúng nó thành lập có mắt chúng nó thấy, và con cháu họ ở trước mặt họ. Nhà của chúng nó được bình yên không sợ gì. Roi của Đức Chúa Trời chẳng đánh mình chúng nó. Bò đực chúng nó sinh sản không hề thiếu kém, bò cái họ sinh đẻ không có xảo. Chúng nó cho các đứa trẻ mình đi ra như một bầy chiên, và con cái họ giỡn chơi nhau, hát múa theo tiếng trống nhỏ và đờn cầm, và vui mừng theo tiếng kèn sáo. Chúng nó may mắn trải qua các ngày đời mình, rồi bỗng chốc sa xuống âm phủ. Chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng: Ngài hãy lìa xa chúng tôi, vì chúng tôi không muốn biết đạo của Ngài. Đấng toàn năng là chi mà chúng tôi phải phục sự Ngài? Nếu chúng tôi cầu khẩn Ngài thì được ích gì? Kìa, sự may mắn chúng nó chẳng ở nơi tay chúng nó. Các mưu trước kẻ ác cách xa tôi. Cái đèn kẻ ác tắt, tai họa giáng trên chúng nó, và trong cơn thạnh nộ, Đức Chúa Trời phân phát đau đớn cho chúng nó. Điều đó há có thường xảy đến sao? Há năng xảy ra chúng nó phải như rơm trước gió, như trấu bị bão cất đi sao? Các bạn nói rằng: Đức Chúa Trời dành sự hình phạt về hung ác nó cho con cái nó. Đức Chúa Trời khá báo cho chính mình nó để nó biết. Khá chính con mắt hắn xem thấy điều hư hoại mình và uống được sự thạnh nộ của Đấng Toàn Năng. Vì khi số ngày định cho nó đã hết rồi, nó nào kể chi đến gia quyến sau nó.
Đức Chúa Trời xét đoán những người cao vị. Vậy người ta há sẽ dạy tri thức cho Ngài sao? Kẻ này thác giữa chừng mạnh mẽ, được thanh nhàn và bình an mọi bề. Hai bình người đầy sữa và tủy xương người nhuần đượm. Kẻ khác lại chết giữa chừng cay đắng linh hồn, chẳng hề được nếm điều phước hạnh gì hết. Cả hai đều nằm chung trong bụi đất, giòi sâu che lấp họ. Này, tôi biết ý tưởng các bạn, cùng các mưu kế các bạn toan dùng đặng tàn hại tôi. Vì các bạn nói rằng, nhà kẻ cường bạo ở đâu, trại kẻ ác ở nơi nào? Chớ thì các bạn chẳng hề hỏi khách qua đường sao? Há chẳng nhờ chứng cớ của họ mà nhìn biết chăng? Trong ngày tai họa, kẻ hung ác được khỏi, và trong ngày thạnh nộ nó được thoát. Tại trước mặt hắn, ai dám trách hắn vì tánh hạnh hắn? Ai sẽ báo ứng điều hắn đã làm? Nó sẽ được đưa đến huyệt mã, và người ta sẽ canh giữ phần mộ nó. Các cục đất của trũng lấy làm êm dịu cho nó. Mọi người đều đi noi theo, và kẻ đi trước thì vô số. Vậy sao các bạn an ủi tôi vô ích dường ấy? Vì những câu đáp của các bạn chỉ còn sự bất trung mà thôi. Thi Thiên 14. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng, chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt, vì Đức Chúa Trời ở giữa dòng dõi kẻ công bình. Các ngươi làm bại mưu kẻ khốn cùng, vì Đức Giê-hô-va là nơi nương náu của người. Ôi, chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Giê-hô-va đem về những phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel vui vẻ. Phúc âm Giăng chương 1. Ban đầu có ngôi lời. Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian, và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng, ấy là về Ngài mà ta đã nói, đấng đến sau ta trỗi hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giê-xu Christ mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha, là đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Này là lời chứng của Giăng. Khi dân Giu-đa sai mấy thầy tế lễ, mấy người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi người rằng, ông là ai? Người xưng ra chẳng chối chi hết, xưng rằng mình không phải là đấng Christ. Họ lại hỏi,
Vậy thì ông là ai? Phải là Eli chăng? Người trả lời, không phải. Ông phải là đấng tiên tri chăng? Người trả lời, không phải. Họ bèn nói, vậy thì ông là ai? Hầu cho chúng tôi trả lời cùng những người đã sai chúng tôi đến. Ông tự xưng mình là ai? Người trả lời, ta là tiếng của người kêu trong đồng vắng rằng, hãy ban đường của Chúa cho bằng như đấng tiên tri Ê-sai đã nói. Những kẻ chịu sai đến cùng dân đều là người Pha-ri-si. Họ lại hỏi rằng, nếu ông chẳng phải đấng Christ, chẳng phải Eli, chẳng phải đấng tiên tri, thì cớ sao ông làm phép báp têm? Dân trả lời, về phần ta, ta làm phép báp têm bằng nước, nhưng có một đấng ở giữa các ngươi mà các ngươi không nhận biết. Ấy là đấng đến sau ta, ta chẳng đáng mở dây dài ngài. Những việc đó đã xảy ra tại thành Bethany bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm phép báp têm. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta, trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta, ta vốn chẳng biết ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa, ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình ngài. Về phần ta, ta vốn không biết ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng, đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng, ấy chính ngài là Con Đức Chúa Trời. Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua bèn nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu vừa xây lại thấy hai người đi theo mình thì phán rằng, các ngươi tìm chi? Thưa rằng, Rabbi, nghĩa là thầy, thầy ở đâu? Ngài phán rằng, hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi ngài ở và ở lại cùng ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ 10. Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê-xu đó, một là Andrê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp đấng Mê-si, nghĩa là đấng Christ. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng, ngươi là Simon con của Giô-na, ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. Qua ngày sau, Đức Chúa Giê-xu muốn qua xứ Ga-li-lê tìm Phi-líp mà phán rằng, hãy theo ta. Vả Phi-líp là người Bết-sai-đa đồng thành với An-rê và Phi-e-rơ. Phi-líp gặp Na-tha-na-ên nói với người rằng, chúng ta đã gặp đấng mà Mô-sê có chép trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến, ấy là Đức Chúa Giê-xu ở Na-sa-rét, con của Giô-sép. Na-tha-na-ên nói rằng, há có vật gì tốt ra từ Na-sa-rét được sao? Phi-líp nói, hãy đến xem. Đức Chúa Giê-xu thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình bèn phán về người rằng, này, một người Israel thật, trong người không có điều dối trá chi hết. Na-tha-na-ên thưa rằng, bởi đâu thầy biết tôi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Na-tha-na-ên lại nói, lạy thầy, thầy là Con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, vì ta đã phán cùng ngươi rằng ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc lớn hơn điều đó. Ngài lại phán, quả thật ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên con người. Chương 2. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilê và mẹ Đức Chúa Giê-xu có tại đó. Đức Chúa Giê-xu cũng được mời đến dự đám với môn đồ ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giê-xu nói với ngài rằng, người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mẹ ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng, người biểu chi, hãy vâng theo cả. Vả tại đó có 6 cái ché đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa 2-3 lượng nước.
Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng hãy đổ nước đầy những ché này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu, vả người không biết rượu này đến bởi đâu, còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ. Bèn gọi chàng rể mà nói rằng: mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Ấy là tại Cana trong xứ Galilê mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và tỏ bày sự vinh hiển của mình như vậy. Môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Lễ vượt qua của dân Giu-đa hầu đến, Đức Chúa Giêsu lên thành Giê-ru-sa-lem. Trong đền thờ, Ngài thấy có người buôn bán bò, chiên, bồ câu và có người đổi bạc dọn hàng ở đó. Ngài bện một cái roi bằng dây, bèn đuổi hết thảy khỏi đền thờ, chiên và bò nữa, vãi tiền người đổi bạc và đổ bàn của họ. Ngài phán cùng kẻ bán bồ câu rằng: hãy cất bỏ đồ đó khỏi đây, đừng làm cho nhà cha ta thành ra nhà buôn bán. Môn đồ bèn nhớ lại lời đã chép rằng: sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Các người Giu-đa cất tiếng thưa cùng Ngài rằng: thầy làm như vậy thì cho chúng tôi xem thấy phép lạ chi? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Người Giu-đa lại nói: người ta xây đền thờ này mất 46 năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong 3 ngày. Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình. Vậy, sau khi Ngài được từ cả chết sống lại rồi, môn đồ gẫm Ngài có nói lời đó thì tin Kinh Thánh và lời Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ vượt qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm thì tin danh Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người và không cần ai làm chứng về người nào, bởi Ngài tự hiểu thấu mọi điều trong lòng người ta. Chương 3. Trong vòng người Pha-ri-si có người tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. Ban đêm, người này đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nói rằng: thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng thì không ai làm được. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ni-cô-đem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh là thần. Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với ngươi: các ngươi phải sanh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi nghe tiếng động nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết đi đâu. Hễ người nào sanh bởi thánh linh thì cũng như vậy. Ni-cô-đem lại nói: điều đó làm thế nào được? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ngươi là giáo sư của dân Israel mà không hiểu biết những điều đó sao? Quả thật ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình biết, làm chứng điều mình đã thấy, còn các ngươi chẳng hề nhận lấy lời chứng của chúng ta. Ví bằng ta nói với các ngươi những việc thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay, huống chi ta nói những việc thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? Chưa hề có ai lên trời, trừ ra đấng từ trời xuống, ấy là con người vốn ở trên trời. Xưa Môi-se treo con rắn lên nơi đồng vắng thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh con một Đức Chúa Trời. Vả, sự đoán xét đó là như vậy: sự sáng
đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi với môn đồ đến đất Giu-đê. Ngài ở với môn đồ tại đó và làm phép báp têm. Giăng cũng làm phép báp têm tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước và người ta đến đặng chịu phép báp têm. Bây giờ Giăng chưa bị bỏ vào ngục. Và môn đồ của Giăng có cãi lẫy với một người Giu-đa về lễ tinh sạch. Họ đến cùng Giăng và nói rằng: Thưa Thầy, kìa, người ở cùng Thầy bên kia sông Giô-đanh mà Thầy đã làm chứng cho, bây giờ đương làm phép báp têm và ai nấy đều đến cùng người. Giăng trả lời rằng: Ví chẳng từ trên trời ban cho thì không một người nào có thể lãnh chi được. Chính các ngươi làm chứng cho ta rằng ta đã nói ấy không phải ta là Đấng Christ, nhưng ta đã được sai đến trước Ngài. Ai mới cưới vợ nấy là chàng rể, nhưng bạn của chàng rể đứng gần và nghe người. Khi nghe tiếng của chàng rể thì rất đổi vui mừng. Ấy là sự vui mừng trọn vẹn của ta đó. Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất lên là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất. Còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lấy lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.